Ở huyện Nghĩa Hành có gần 6.500 lượt người được xác nhận có công cách mạng. Các cấp chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo, thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách cho người có công. Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Quế ở xã Hành Phước năm nay tròn 100 tuổi. Có con trai độc nhất hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bản thân mẹ là thương binh hạng 3/4. Hiện mẹ được các cháu trong dòng họ chăm sóc. Tiền trợ cấp hàng tháng mẹ luôn nhận được đầy đủ và rất kịp thời. Lương thớ thằng Hồng nó cấp đầy đủ. Thớ đồ cũng có. Bởi vì tôi đi không được rồi nó đem tôi nhờ à. Tôi bây giờ không có gì hơn. Cảm ơn các cấp. Tôi rất quý, rất mừng. Bà Đàm Thị Bông, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành là thương binh hạng 3/4, lại mang trong mình nhiều căn bệnh do di chứng chiến tranh để lại. Chia sẻ khó khăn với gia đình, địa phương đã hỗ trợ kinh phí để xây mới nhà ở. Nhà nước hỗ trợ 40 triệu vô lồn nhà mới, xa nhà mới cũng thấy thờ chỗ thờ cúng ông bà, nó cũng thon tròn. Mà chi đoàn ra hỗ trợ gia đình thì dọn dẹp nhà cửa. Toàn huyện Nghĩa Hành có trên 2.000 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ và kêu gọi vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân đóng góp, huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 1.000 ngôi nhà cho người có công với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Dịp lễ, ngày Tết, các cấp chính quyền thường xuyên thăm hỏi và tặng quà cho người có công. Thành lập các đoàn đến thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động động viên người có công mỗi khi đau ốm, cũng như kêu gọi các cơ quan nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, ít nhất thì mỗi cơ quan còn phụng dưỡng là 1,5 triệu đồng trong một tháng đối với người có công với cách mạng, và thực hiện khám chữa bệnh, cấp thuốc cho bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chăm lo cho người có công với cách mạng là tiếp nối truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Người có công cách mạng ở huyện Nghĩa Hành luôn được quan tâm, chăm lo chu đáo.